YouTube Bonsai Lê Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trên mọi miền Tổ quốc nhé. Xin chào anh ơi. Rồi, xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã đến với kênh Bonsai Lê Nguyên nha. Thì hôm nay em cũng xin giới thiệu bà con mình một số tác phẩm để giao lưu cho bà con của mình trên mọi miền Tổ quốc, gồm có đồ đồng, đồ gốm, đồ gỗ xưa cũ nha bà con. Và em cũng xin chân thành cảm ơn mình bà con mình đã ủng hộ em rất nhiều rồi nha. Đầu tiên em xin giới thiệu cho bà con của mình đây là một cái cây đèn chùm nha. Em vừa sưu tầm về. Hàng này là hàng châu Âu nha bà con. Nói chung là cây này chỉ có một cây duy nhất thôi nha. Đó, bà con mình xem giùm em rất là đẹp, nó tới 9 bóng là nha, 8 cái bóng nhỏ ở trên này, một bóng lớn. Đó, hàng này nói chung là bao bà con mình là chuẩn hàng xưa nha bà con. Đó, những cái này là những cái bóng đèn này chùm này bây giờ bà con mình vẫn xài sử dụng được luôn đó nha. Giờ bà con mình có cái dây bà con mình móc lên giùm em. Với cái chiều ngang đường kính đó nha, đường kính là khoảng 90 á, em đo phủ bì. Còn ở bên trong này đường kính là khoảng 40 nha bà con. Đó, với cái chiều cao tổng cái đèn này luôn, em đo hậu cho bà con của mình thôi nha. Thì nó tầm khoảng là 55. Chất liệu là bằng đồng và kim loại nha. Đó, những cái bóng này thì nó đều có bóng bên trong hết rồi. Bà con của mình về là mình bắt điện vào giùm em nha. Mình bắt lên rồi mình thử đèn giùm em. Đây. Đó. Đây bà con mình xem nha. Nó đèn led nó hết trơn nha bà con. Đèn này nói chung là về bà con mình vẫn xài sử dụng được luôn. Rất là đẹp nha. Đó. Cây này cũng rất là nặng nha bà con. Có cái móc về bà con mình treo lên rồi mình tắt dây lên giùm em nha. Hàng em bao chuẩn xài, bao xưa bà con của mình luôn nha. Đặc biệt là như thế. Cái bộ đèn chùm này em giao lưu với bà con của mình có giá là 16 triệu nha. 16 triệu đồng bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, bao kiểm tra hàng nha, chuẩn hàng xưa nha bà con. Về bà con mình kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha. Đó, bà con mình xem bên dưới này, những cái bóng chùm màu rất là đẹp nha bà con. Đó, phong cách của người châu Âu xưa đó nha. Rất là nặng. Bà con mình có nhu cầu nhã ý thì cứ liên hệ bên em sẽ hỗ trợ bà con mình ảnh giờ đầy đủ hơn nữa nha và cân nặng thêm đó. Rồi đến với mã số 2 này thì em có một cặp chân đèn quy hạt đó, rất là đẹp luôn, rất là cao nha bà con. Đó, chân đèn nó cao khoảng tới 2m luôn nha, thì chất liệu của nó là đồng cũ thôi. Đó, bà con mình hữu duyên. Đó, đây quy hạt nha, cặp hạt đứng ở trên lưng gồ nha bà con. Nó chất liệu đồng cũ. Tổng chiều cao này là 2m đúng nha. Còn cái chiều rộng ra em đo hảo như thế này là nó khoảng là 56. Đó, bà con mình xem giùm em, nhìn rất là hồn thần thái luôn. Đặc biệt chất liệu là đồng nguyên khối. Đó, hàng này chưa có vệ sinh đánh bóng luôn nha bà con. Nói chung hàng này cũng đo 30 năm mà chưa có vệ sinh lại. Về đánh bóng, bà con mình đánh bóng là sáng bóng thì mới nha. Hoặc bà con mình cứ để nguyên thủy như thế nha. Đó, vì em sưu tập hàng xa để nguyên si và em giao lưu bà con của mình. Đó, không vệ sinh, không đánh bóng luôn nha. Ở một cặp này thì cân nặng của nó nha là tới 34kg luôn nha bà con, cao là 2m. Đó, 34kg cao 2m nha. Đây rất là đẹp. Đó, nếu bà con mình xem không rõ không kỹ thì các bạn Zalo bên em sẽ hỗ trợ bà con mình đầy đủ chi tiết hơn nha. Một cặp này em giao lưu với bà con của mình có giá là 36 triệu nha bà con, 36 triệu nha. Em bao ship cho bà con của mình là toàn quốc luôn nha. Đó, rất là cao to, rất là đẹp. Rồi mã tiếp theo là số 3H này thì em có một cái bàn trà nha bà con. Bàn trà mình đứng ngồi mình uống trà đó nha. Đàm đạo rất là đẹp. Đặc biệt cái này là gỗ gõ nguyên con, ốc Singapore. Đó, hàng này nói chung là hàng cũng qua thời gian 5 tháng rồi nha bà con, chứ không phải là hàng mới bây giờ nha. Hàng có sai không báo vậy. Nó bị chạy xước những cái lớp mà bởi u trên chút đỉnh thôi. Đó, lớp vật ni thôi này em đánh là vệ sinh cho bà con mình 47 thì rất đẹp. Chiều dài này, chiều ngang cái bàn mặt bàn đó nha là em đo khoảng 47, nếu mà đo phủ bì nó khoảng 50 luôn nha bà con. Đó, còn cái chiều dài tổng á là khoảng 80-88. Miếng giữa là liền khối nha. Nó tích này là tùng nai. Đó, tùng nai tùng hạt nha, rất là đẹp. Khẩm đặc biệt là khẩm tứ diện luôn nha bà con, ốc Singapore đây. Đó, bà con mình xem. Đó, những người ta khẩm không hề bị lỗi lầm chỗ nào luôn á. Gỗ thì rất là dày, bà con mình yên tâm. Đây. Đó. Rất là đẹp nha. Hàng này nói chung là chuẩn hàng Quế nha bà con, chuẩn hàng Quế nha. Cái đường kính này em đo chiều dài cái diện là 2 phân. Đó, bốn cái chân hình con ốc sên rất là đẹp. Đó, mặt bàn đây bà con mình xem cùng em nha. Đó, mình ngồi uống nước trà. Đó, đàm đạo rất là đẹp nha. Những cái hoa giam tơ tóc này người ta khẩm bà con mình xem. Những cái cây mai đào rất là đẹp, cũng không chê vào đâu luôn. Hàng bao chuẩn lành tích liền lạc nha bà con. Cái bàn này em giao lưu với bà con mình giá là 10 triệu 500 ngàn đồng nha. 10 triệu 500 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Mã tiếp theo số 4H là một cây quạt bằng đồng giặt nổi nha. Tích này là sông Long Chầu Nguyệt nha bà con. Đó, hai con rồng hai bên giữa bà con mình xem. Đó, rất là đẹp, chất liệu là đồng cũ nha. Hàng này mình về vệ sinh đánh bóng rất đẹp, có cái móc sau lưng mình treo lên tường luôn. Với cái chiều cao cái quạt này em đo là 65.
chiều ngang thế này là hàng 120 nha, quạt nặng từ 2,2 tới 2,3. Đó, đồng này bà con mình về mình dùng chanh và muối mình tẩy lên giùm em luôn, lên màu đồng vàng thì rất là đẹp nha. Đó, nếu bà con mình có nhu cầu thì mình về mình treo lên tường hoặc mình vệ sinh lại hoặc để nguyên si. Đó, cái quạt này em giao lưu với bà con mình có giá là 2 triệu nha bà con, 2 triệu đồng bao ship tận nhà cho bà con của mình luôn. Đó, bà con mình xem như cứ kiểm tra hàng đúng chất lượng thì bà con của mình nhận nha. Mã số 5, đây là một cái bộ chanh. Nó bộ chanh này là chanh tàu, chanh gốm sứ khung gỗ nha, gỗ này nói chung là gỗ thường thôi. Đó, nhưng mà được cái là chanh là chanh sứ. Đó, bà con mình xem hoa văn quả tiết người ta vẽ tay rất là đẹp nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em. Hàng này tuổi đời cũng tầm mười mấy 20 năm đổ về đây nha. Em còn một bộ này duy nhất. Hôm nay em sale lỗ vốn cho bà con của mình luôn đó. Chiều cao em đo là 83. Chiều ngang một bức là khoảng 30 nha. Hàng không hề nứt mẻ tóc gió nha, bao lần tích liền lạc luôn. Đó, bà con mình về làm 41 treo lên giùm em như thế. Đó, nhìn rất là đẹp và thần thái nha bà con. Cái tích này rất là nhiều cái vị thập nương nha, nhưng mà em nghĩ thích người thôi. Bà con mình am hiểu thì bà con mình tư duy nha. Cái bộ chanh này em giao lưu bà con mình có giá là 1.500.000 đồng nha. Giá này là em sale lỗ luôn đó nha bà con. Đó, không có thị trường, không có giá bộ chanh lớn thế này đâu. Em bao ship bà con mình toàn quốc luôn nha. 1.500.000. Mã số 9H là một cặp chanh cá chép lý ngư giọng nguyệt nha. Đó, lý ngư giọng nguyệt chanh gỗ gõ nguyên khối. Nó diệp rất là dày, miến giữa liền khối nha. Ốc Singapore vàng chanh lóng lánh luôn. Hàng bao chuẩn nha. Có cái chiều cao cái bức chanh này em đo là nó khoảng là 1m07 đi. Đó, 1m07. Chiều ngang mỗi một bức là nó 35, hai bức gặp lại là 70 nha. Đó, còn cái chiều dày khung chanh là khoảng là gần 4 phân. Đó, gần 4 phân lên nha bà con, hàng làm tích liền lạc gỗ gõ nha. Con xem lý ngư giọng nguyệt nha. Đó, cá chép dưới chanh rất là đẹp. Mặt gỗ phía sau lưng đây. Nó liền lạc lần lặn hết. Một cặp này, đó, em giao lưu cho bà con mình có giá là 9 triệu nha. 9 triệu đồng một cặp nha bà con. Vì hàng này nói chung là hàng ốc tốt, ốc xịn nha, nhưng giá trị nó có giá trị cao ở thị trường. Mã tiếp theo số 7. Số 7 này là một cặp lễm nha. Đó, 7H một cặp lễm rất là đẹp. Đó, em tầm đôi lễm này cao to nha bà con. Tích là trúc mai, ở trên bên dưới là tứ bình và những cái câu đối nha. Đặc biệt ốc là ốc Singapore nha bà con, rất là đẹp nha. Đây, với cái chiều cao này em đo tổng thể luôn nha, là nó 2m50. Đó, tới 2m50 luôn nha bà con. Còn chiều ngang mỗi một bức là nó 25, 25,5 tới 25 đi. Chiều dày khung chanh này là khoảng hơn gần 3 phân, gần 3 phân lận. Đặc biệt là miếng gỗ này là liền khối hết, không hề ghép nha, liền nguyên khối. Đó, một bên là khẳm là cây trúc, một bên là cây mai. Đó, con mình xem rất là đẹp, tượng trưng là cho thanh mai trúc mã nha. Gia đình mình hạnh phúc bền lâu á, rất là hay và ý nghĩa nha bà con. Đây, gỗ mặt sau lưng đây, liền lạc làm tích, liền khói hết luôn nha. Đó, miếng gỗ này nó làm tích. Đặc biệt là khẳm là rất là đẹp nha, không hề lỗi lầm. Một cặp liễm này em giao lưu cho bà con của mình có giá là 16 triệu đồng nha bà con. Em sale bà con mình luôn nha, cao tới 2m50 luôn nha. 16 triệu là em bao ship tận nhà cho bà con của mình từ Bắc chí Nam. Mã kế tiếp số 8H là em có hai bức chanh. Đây, em còn hai bức chanh rất là đẹp nha. Đó, một bên là chim hoa, còn một bên là tích ông lão câu cá nha bà con. Đó, một bức có chiều cao là 150, chiều ngang đó là khoảng chiều ngang là 67 đi. Đó, chanh giấy dầu, hàng tàu vẽ tay, tàu cũ nha, khoảng dao động từ 20 năm đổ về thôi. Đặc biệt là hàng vẽ tay rất là đẹp, nhìn rất là thần thái luôn bà con mình xem những con chim, những cành hoa nha. Hàng không hề lỗi lầm nha bà con. Đó, một cặp chanh này em giao lưu bà con mình hai bức luôn nha. Hai bức chanh này một cặp là 700 ngàn thôi nha bà con. Đó, 700 ngàn 2 tấm. Đó, nếu bà con mình lấy một tấm em vẫn giao lưu là 400 ngàn nha. Nếu bà con mình lấy một tấm là 400, bà con mình lấy 2 tấm em tính bà con mình 700 thôi. Đó, để giá sỉ cho bà con của mình luôn. Rồi, mã kế tiếp số 9H nha. 9H này là một tác phẩm Phật A Di Đà đó, bà con mình xem nha. Đó, bà con mình hữu duyên quan hỷ nha bà con. Đây, đặc biệt chất liệu này là gỗ chắc, chắc đỏ đen nguyên khối, được tạo, người ta tạo tạc ra thành đó. Bà con mình xem giùm em rất là thần thái luôn. Đó, với chiều cao này em đo là khoảng gần 30. Đó, tính 29 nha, vành đế như thế này là 28, hàng lầm tích liền lạc nha, không hề lỗi lầm. Đó, bà con mình xem giùm em, gỗ chắc nguyên khối nha bà con. Đó, giao lưu bà con mình hữu duyên nha, là 3 triệu nha bà con, 3 triệu đồng nha. Bao bà con mình là đúng chất lượng sản phẩm nha. Mã số 10H, đây là một tác phẩm Phật Di Lạc nha bà con. Đó, Phật Di Lạc tay cầm cây gậy như ý nha.
miệng lúc nào cũng luôn vui vẻ và tươi cười, mang đến may mắn và nhiều điều may mắn phúc hậu cho gia đình của mình nha. Đặc biệt cũng tác phẩm này cũng là bằng chắc cơ, bằng chắc đồ có chắc luôn nha bà con. Đó, con mình xem về nguyên khối. Chiều cao em đo là 24 và chiều ngang như thế này là tầm khoảng 15 thôi. Đó, 24 chiều ngang 15. Đó, bà con mình xem giùm em. Hữu Duyên. Nó đứng trên, ổng đứng trên là những cái đồng tiền vàng đó nha. Đây miệng lúc nào cũng luôn vui vẻ hết. Đó, cái đế đây, con mình xem giùm em. Tác phẩm này em giao lưu bà con của mình giá là 3.200.000 đồng nha, 3.200.000. Rồi mã kế tiếp. Đây là mã số 11H nha. Là một cái hộp đựng trà nha bà con, đựng trà đó nha. Tích này là trúc lâm phát thiền, đặc biệt là gỗ gõ liền nguyên khối. Ở trên là khẩm 5 con dơi tượng trưng cho chùa Phúc nha. Ở đây là khẩm tích người á, những cái trúc bà con mình xem nhìn rất là đẹp. Chiều cao em đo 21, chiều đường kính ngang là khoảng 10 phân rưỡi nha. Hoành bụng là khoảng 34. Đó. Ốc Singapore nha bà con, liền nguyên khối nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Về bà con mình đựng chè, đựng trà, đựng những vật dụng của mình nha. Đó, rất là dày. Đó, cái này khoảng 1 phân mấy 2 phân. Cái hộp này em giao lưu cho bà con mình giá 1.200.000 nha, 1.200.000. Mã kế tiếp, đây là mã số 12. Một cái bức bình phong nha, chất liệu gỗ gõ, ống ốc Singapore. Đó, tích chim hoa nha bà con, rất là đẹp. Cái này người ta là đều gắt mỏng hết nha. Thường người ta mình trưng bày ở trên những cái vị trí như là bàn hoặc là nơi phòng khách của mình đó. Không, mình xem rất là đẹp nha. Chiều cao em đo là 61 nha, tính 60 đi. Chữ hai bà con mình, chiều ngang cái đế là khoảng 36, chiều ngang mặt khung chanh ở trên là 28 nha, và chiều dày khung chanh là khoảng 2 phân. Đó, 2 phân tới 3 phân. Bà con mình xem hàng này nói chung là hàng cũng 3-40 năm thôi. Đó, nhưng mà hàng còn lành lặn nha, liền lạc làm tích hết. Không hề lỗi lầm gỗ gõ nha bà con. Đây bà con mình xem giùm em, tích chim hoa thì cũng tượng trưng là cho một cái gia đình của mình xung vầy. Đó, nhiều cái sự may mắn và vui vẻ trong nhà mình đó nha. Có giá giao lưu bà con của mình là 4.200.000 nha, 4.200.000. Rồi mã tiếp theo là số 13. Em có một cái cây trà rổ cẩm lai, được cẩm ốc tứ diện luôn nha. Đó, trên là cái tích đồng quê. Cái này thì hôm nay em sale cho bà con của mình luôn. Đó, bà con mình xem giùm em rất là đẹp. Đó, văn gỗ tự nhiên nha. Chiều dài tổng em đo là 35, với chiều ngang là khoảng 20 nha. Cao lên là 11. Đó, cẩm tứ diện gỗ cẩm lai nguyên con nha bà con. Đó, văn gỗ bà con mình nhìn và biết nha, gỗ tự nhiên á. Cái này người ta chỉ đánh là vật ni thôi chứ không có xài BU. Đó, vì gỗ cẩm lai xài BU nó sẽ mắc cái văn gỗ nó không còn đẹp nữa nha. Giá giao lưu bà con mình là 2.200.000 đồng. Nói về bà con mình có bộ ấm trà mình kết hợp là hình nữa giùm em nha. Mã số 14. Đây em có nguyên một cái bộ cờ nha bà con, hộp da. Em đo hộp da trước bà con của mình đi. Hộp da nếu mà đường kính nó khoảng gần 50 vuông á, những cái móc chốt này đều bằng đồng hết. Bà con mình khi chơi đam mê cờ tướng rất là tiện lợi. Đó, cái bàn người ta đã vẽ lên hình thẳng luôn cho bà con của mình nha. Đó, đặc biệt cái bàn cờ này á, đều là những bằng đồng hết. Con cờ là quân cờ bằng đồng, 32 quân cờ nha bà con. Đây, em lấy em đo bà con mình hảo nha. Là một con có đường kính nó khoảng là 4 phân phủ bì á. Đó, bà con mình xem con sĩ đây. Đó. Đồng nguyên chất nha, đồng nguyên chất em bao bà con của mình xài, sử dụng đời đời luôn. Những cái hàng này xài rất là bền cho bà con mình đam mê cờ tướng nha. Cái bộ này em giao lưu với bà con của mình có giá là 3.600.000 nha, 3.600.000 đồng nha bà con. Bà con mình xem nhìn rất là đẹp và sang trọng lịch sự luôn đó nha. Đó, rất là đẹp luôn, 3.600.000 em bao ship tặng nhà. Mã số 15 là một cái đồ gạt tàn thuốc chất liệu đồng nguyên khối nha. Đó, 1938, hàng này hàng lưu niệm thôi bà con mình xem. Đó, trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến Huế Đà Nẵng nha bà con. 1938, đường kính là khoảng 17, chiều dày này lên là 5 phân, được đặc biệt là đồng nguyên khối. Đây, rất là dày, bà con mình muốn sáng bóng thì mình ra ngoài tiệm mình đánh lên nó sáng lên màu đồng rất là đẹp luôn. Đây, đó, rất là nặng nha bà con, cái này dày dặn và nặng lắm nha. Nó nặng tới 2.8 kg, là giá cho bà con của mình là 1.500.000, 1.500.000 đồng nha. Mã tiếp theo là số 16. Đây tác phẩm ông thần tiền. Đó, thần tiền giữ một nguyên một cây tiền vàng luôn, tai bê thổi vàng nữa nha, miệng vui vẻ tươi cười, mày mang tài lộc cho mỗi nhà của mình nha. Chiều cao em đo là 31, chiều ngang là 26 thôi. Đó, cân nặng là khoảng 3 kg đi, trừ hai bà con mình là 3 kg đi nha. Đây bà con mình xem giùm em rất là đẹp. Đó, trồng đế đây. Giá hữu duyên cho bà con của mình 1.800.000 nha, 1.800.000 đồng nha bà con. Ông thần tiền nha. Mã số 17 là tác phẩm quan nhị ca, chất liệu đồng vàng. Đó, bà con mình hữu duyên quan hỷ nha. Đó, rất là thần thái và một là một dũng tướng. Với chiều cao này em đo là khoảng 47. Chiều ngang em đo hạo luôn là 25 nha. Bên ngoài rất lớn nha bà con.
hoành đế là khoảng 65. Đó, đồng là đồng vàng. Tác phẩm này cân nặng là 10 kg rưỡi nha, tính 10 kg thôi. Đó, tay cầm thanh long đao, sau lưng là quắt một cái thanh kiếm nha bà con. Đấy bà con mình xem đồng vàng nha. Đó, rất là đẹp. Đây. Đó, cho ông đế đâu mà xem giùm em, rất là nặng nha. Cái này là đế bọng, đế này bọng nha bà con. Giá giao lưu bà con của mình là 3.6 triệu nha, nặng trên 10 kg, 3.600.000 đồng, bao ship toàn quốc và bao kiểm tra hàng. Đến với mã kế tiếp, đây là một tác phẩm chú gà trống giữ tiền nha, số 18H. Đó, giữ một đống đồng tiền vàng chất liệu đồng cũ nha. Đây màu, đó, cái màu bên trên là màu đỏ, lông mã màu vàng, hình nó màu nâu. Đó, bà con mình xem nha, gà ô nha bà con. Chiều cao em đo là 71, dài tổng thể là khoảng 48 nha. Còn hoành đế là 58, còn hoành bụng 58, lỗi, hoành đế là 85. Đó, hoành bụng 58, hoành đế 85. Đó, con gà này là một người em bé nhỏ mình có thể cởi được luôn. Đó, bà con mình xem nha, rất là nặng. Nặng là trên 15 kg nha bà con, trên 15 kg. Em sale cho bà con mình giá là 6.200.000 đồng thôi nha. Nó giá thu hồi vốn luôn, 6.200.000, nặng trên 15 kg. Rồi mã tiếp theo số 19. Đây em có một cái lo bông bí nha, lo bông bí rất là đẹp luôn, một cái máy hát đĩa, bông bí chất liệu là bằng đồng. Đó, ở dưới hộp gỗ, vẫn xài, vẫn sử dụng được bình thường nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em. Đây cái này thì quay là cơ cót đây nha. Đó, mình lên cót, mình quay cơ cót giới thiệu của nó vừa thôi, vừa cái độ thôi nha, là nó sẽ chạy, nó quay và nó sẽ mở ra những cái bản nhạc cho bà con của mình yêu thích luôn. Đó, mang ký ức xưa nha bà con. Đây em đo thông số trước nha, chiều cao tổng luôn khoảng là 70 đi, đường kính mặt này là khoảng 38. Đây, còn đường kính cái mặt ở trên này thì nó tầm khoảng là 34 thôi. Đó, bà con mình xem bọc đồng rất là đẹp, xung quanh được bọc đồng nha. Đó, vẫn còn kim đầy đủ nha bà con. Đó, kèm theo cái đẻ cho bà con của mình luôn. Đây, em mở cho bà con của mình nghe luôn nha. Đó, cái này bà con mình về mình mài kim lại thôi là mình nghe rõ nha, mình chỉnh sửa là mình nghe rõ. Về nếu mà biết sử dụng, biết xài mặt hàng này, về bà con của mình chỉ cần mình làm lại thôi nha, mình chỉnh sửa sơ lại mình nghe âm thanh rõ hơn. Đó, cây này em giao lưu với bà con của mình có giá là 9 triệu nha, 9 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Và tác phẩm này cũng là cuối clip hôm nay. Bonsai Halloween cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Em cũng xin mến chào, hẹn vào những clip kế tiếp ạ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha. Rất mong được ủng hộ quý bà con trong clip này cũng như những clip sắp tới nha bà con. Mến chào và tạm biệt ạ.